các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Các bạn thân mến, chúng ta hay nghe một câu nói: con cái là cái duyên lộc trời, là niềm hạnh phúc thiêng liêng của các bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn hay những người lớn tuổi khao khát có được niềm hạnh phúc từ tiếng cười của trẻ thơ, họ đã chọn một phương án, đó là nhận con nuôi. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng trò chuyện với một ông bố của gia đình Sexdo, một người đang có 8 em bé nhận nuôi, và xin được giới thiệu đến với quý vị khán giả khách mời, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Xin chào Thanh Thanh Huyền và xin chào khán giả của chương trình Son Môi Đỏ. Dạ, anh ơi, em luôn ngưỡng mộ anh bởi vì sự nghiệp thời trang của anh, và trong thời gian gần đây thì ngày nào em cũng xem livestream của anh Cường, livestream cùng với các em bé ở trong ngôi nhà của mình. Điều gì đã khiến cho anh quyết định nhận con nuôi ạ? Bất kỳ một cái chuyện gì đến với cuộc đời của mình nó đều là phải làm cái duyên. Khi mà anh quyết định nhận bé Nhím là bé đầu tiên thì nó là một cái duyên rất là lớn của anh. Nói thật rằng là anh cũng chưa từng đi đến những trại trẻ mồ côi trước đây. Khi mà đọc được trên Facebook của Xuân Lan mà đi thăm một cái chùa Long An có rất là nhiều những em bé mồ côi, anh đã gọi điện cho Xuân Lan, và thực sự chẳng hiểu sao nó thôi thúc anh rất là nhiều. Thực sự lúc đó mình không nghĩ rằng là mình sẽ đi đến một cái nơi mà rất là xa như vậy. Khi mà gặp Nhím lần đầu tiên thì anh đã quyết định anh nhận nuôi Nhím rồi. Dạ, bây giờ thì Nhím rất là khỏe mạnh, rất là năng động và cực kỳ dễ thương. Bây giờ Nhím đã hơn 7 tuổi rồi. Dạ, mọi người cũng thắc mắc là đã có bé Nhím rồi, tại sao anh lại tiếp tục nhận nuôi thêm những em bé khác và bây giờ có 8 em bé? Mọi người cũng biết rằng là anh độc thân và công việc thì khá bận rộn. Để quyết định nhận nuôi một đứa trẻ thì nó là một cái quyết định nó cũng không phải là dễ dàng đối với mình, bởi vì ngoài cái điều kiện về kinh tế ra thì mình còn phải có thời gian để mình chăm sóc các con, mình chơi với các con, tạo cái tình yêu thương gắn kết giữa hai con người mà không cùng huyết thống với nhau á, thì nó sẽ khó hơn là người bình thường. Sau khi mà nhận Nhím và anh tiếp xúc rất là nhiều với những trẻ em mồ côi á, thì mình mới thấy rằng là Việt Nam mình nhiều trẻ em mồ côi quá. Cái tâm niệm của anh rằng là sau này anh sẽ cố gắng, anh sẽ giúp được nhiều bé hơn nữa chứ không phải dừng lại ở cái con số 8 như hiện tại. Em có biết được một ước mơ của anh là anh muốn xây dựng một trại trẻ mồ côi trong tương lai để có thể cưu mang các bé, đúng không anh? Sau này thì anh không muốn dùng cái từ trại trẻ mồ côi nữa. Mình chỉ nghĩ đơn giản sau này mình sẽ muốn làm một cái nơi mà mình có thể nuôi dưỡng khoảng 100 bé, để cho các bé có cái điều kiện tốt nhất về học hành, về giáo dục, về môi trường sống. Mình tạo điều kiện cho các con có một cái tương lai tốt. Em rất là tò mò về cái cách mà mình có thể tạo được niềm tin cho các bé, đặc biệt là ví dụ như là trường hợp của Sóc, thì làm như thế nào để mà các con có niềm tin với mình và các con duy trì được một cái sợi dây tình cảm gắn kết trong gia đình của mình? Khi mà anh nhận Sóc thì là 3 tuổi rưỡi, bởi vì Sóc thì lại là một cái đứa trẻ đặc biệt hơn, bởi vì con, cái nhận thức của con thì nó lớn hơn những cái đứa trẻ khác, bình thường khác. Vì khi lúc anh tít lúc đấy là cũng hơn 5 tuổi rồi, thì cũng không thể có cái nhận thức về tình cảm gia đình nó mạnh như là Sóc. Thế nên rằng là Sóc thì thực sự rằng là anh phải dành thời gian nhiều hơn, nói chung là mình phải chăm sóc đặc biệt hơn. Nhưng mà anh nghĩ cái quan trọng nhất đó là tình cảm thật lòng của mình thì nó sẽ giúp cho con có thể cảm thấy tin tưởng mình hơn, yên tâm hơn. Nếu mà ai theo dõi cái câu chuyện của Sóc thì cũng đều biết rằng là Sóc chỉ có nghĩ đến mẹ thôi, chỉ có theo mẹ thôi, chỉ có lúc nào cũng nhớ đến mẹ thôi. Thì khi về nhà ngày đầu tiên thì Sóc cũng vậy. Khi mà anh đón Sóc về hôm đấy là anh nhớ là buổi tối, lúc đến 11 giờ đêm rồi, Sóc khóc hoài vẫn lại đứng ra cửa sổ và là đòi về với mẹ. Thì anh phải đóng một cái vai mà giống như rằng là một cái người bố thực sự, là một cái người chồng của mẹ của Sóc, để mình nói chuyện với Sóc. Mình phải nói rất là nhiều để cho con có một cái niềm tin, để con có thể đi ngủ, con không khóc nữa. Thực sự rằng anh phải tiếp tục câu chuyện đó trong vòng khoảng 2-3 hôm, rồi cộng với việc mà đưa Sóc đi chơi. Cũng may nhà anh thì cũng có nhiều bé khác để cho Sóc chơi cùng. Đấy là Sóc cũng dần dần nguôi ngoai đi. Và thực sự rằng là bây giờ thì con còn buồn phiền và không còn khóc và nghĩ đến những cái chuyện mà trước đây nữa. Thì đó là một cái điều mà anh cũng rất là mừng, bởi vì con cảm thấy đây là cái gia đình của con rồi. Là trong gia đình của em cũng có người thân mong muốn nhận con nuôi, nhưng mà đồng thời cũng có cái suy nghĩ là sợ có thể là sau này con sẽ không có thương mình nữa, hoặc là sẽ đi tìm lại bố mẹ ruột. Thì anh nghĩ như thế nào về cái ý kiến này ạ? Mình cũng chưa biết là các con sẽ quyết định ở với ai. Thế nhưng mà dù các con có ở với ai hay là ở với mình, hay ở với quay trở lại với bố mẹ, thì anh nghĩ rằng là anh cũng sẽ chấp nhận. Còn anh thì đối với anh thì nó giống như rằng là
anh giúp đỡ một cái cuộc đời thì sau này họ, những đứa trẻ này sẽ là những đứa trẻ mà sống có ích cho xã hội và giúp đỡ được nhiều những cuộc đời khác. Bởi vì như anh nói rằng là khi mà anh đã nuôi các con á, nó là cái duyên. Và khi các, nếu các con có ra đi á, thì nó cũng là một cái duyên. Mình không có thể làm sao nhỉ, mình không thể thay đổi được số phận đâu. Thì em cũng tò mò là nếu như sau này các bé lớn hơn và các bé muốn được biết về cái câu chuyện của mình, rồi ví dụ như là có hỏi anh là bố ơi tại sao con lại không có ba mẹ chẳng hạn, thì anh có ngần ngại chia sẻ những cái câu chuyện này với các bé không ạ? Anh không hề giấu cái chuyện các con là con nuôi. Thế nên rằng là trên truyền thông mọi người cũng đã biết hết rồi. Và anh không hề giấu chuyện đó. Kể cả bây giờ các ví dụ như Tít và Nhím hỏi thì anh cũng đã chia sẻ với các con về cái chuyện mà anh chưa có chia sẻ trực tiếp, nhưng mà anh cũng có một cái sự gián tiếp nào đó để cho các con hiểu rằng là các con không có mẹ và anh được anh nhận nuôi. Nhưng mà anh cũng muốn rằng là mình chia sẻ từ từ để sau này các con không có bị sốc và mình không phải sống trong một cái cảm giác lúc nào cũng nói dối, rồi là giấu giếm, rồi là các con phải nghe những cái câu chuyện đó từ những người bên ngoài, thì nó sẽ ảnh hưởng tâm lý các con nhiều hơn. Nhiều người thì cứ nói với anh rằng là nên giấu những cái chuyện này đi, rồi đừng để cho các con biết thì các con sẽ ảnh hưởng tâm lý. Nhưng mà anh nghĩ rằng đấy là những suy nghĩ của, nói chung là mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Mình nên chuẩn bị cái tâm lý mình nuôi đứa trẻ để giúp cho các con, và cái đứa, nếu mình yêu thương các con thực sự, chắc chắn các con sẽ không bao giờ rời xa mình. Dạ, em rất là tò mò về việc anh phân bổ thời gian trong gia đình như thế nào. Tại vì trời ơi, bây giờ có một em bé thôi là đã bận bù đầu bù óc từ sáng tới tối, và bây giờ anh có tới 8 em bé, thì anh sẽ phân bổ thời gian như thế nào, và mình sẽ làm như thế nào để mà có thể dung hòa được 8 cái tính cách khác biệt đó trong một gia đình ạ? Thôi nói chung là nó rất là kinh khủng khiếp. Nói chung kể ra thì nó cũng dài dòng lắm, nhưng mà anh chỉ nói ngắn gọn rằng là thực ra với cái công việc của anh thì nó quá bận đi, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình chia thời gian để dành cho các con. Ví dụ như là buổi sáng, ví dụ như là với những đứa trẻ lớn như vệ sinh được rồi thì mình cũng đỡ được phần nào. Tại vì ngày trước thì anh sẽ tắm cho Nhím và Tít, vú em để cho các con ăn sáng. Thì đó là cái công việc một buổi sáng trước khi các con đi học. Rồi sau đó thì nếu mà anh thời gian thì sẽ có người khác đưa các con đi. Buổi trưa thì anh sẽ về nhà chơi những trẻ bé nhỏ, ăn cơm thì anh sẽ ngủ trưa cùng với các bé nhỏ rồi chơi cùng các con. Em cảm thấy rất là ganh tị với anh, bởi vì một ngày có 8 em bé và bé nào cũng mong muốn là được ôm anh cường ngủ. Rồi em thấy có những tấm ảnh chụp ở trên Facebook là nằm lên cả người của anh ngủ, rồi bé nào cũng dành bố, rất là hạnh phúc. Anh nghĩ rằng đấy là cái niềm hạnh phúc của tất cả những người làm cha làm mẹ thôi. Khi mà mình gần gũi với con nhiều, khi mà mình dành tình cảm cho con nhiều và đứa trẻ nó đáp lại cái tình cảm của mình, thì đó là cái điều hạnh phúc nhất của người làm cha làm mẹ. Thế nên rằng là khi mà làm cha làm mẹ rồi thì mình nên dành nhiều thời gian cho con. Dù có bận rộn đến đâu, dù công việc của mình như thế nào, thì mình cũng nên thu xếp thời gian để chia sẻ với con những cái niềm vui hay là những cái nỗi buồn, hay là quan tâm đến con nhiều hơn, thì đứa con nó sẽ gắn bó với mình lâu dài hơn, và sau này khi mà con lớn lên con sẽ vẫn giữ được cái tình cảm đó với mình. Chứ không phải rằng là có nhiều đứa trẻ nó lớn lên rồi nó sẽ có những cái mối quan tâm bên ngoài và nó không còn nghĩ nhiều đến bố mẹ nó nữa. Mặc dù vẫn thương nhưng mà nó sẽ không gần gũi nhiều với bố mẹ. Anh cũng sợ cái tình trạng đó, nên rằng là anh luôn muốn dành cái tình cảm và dành thời gian dành cho con rất là nhiều. Dạ, yeah. Rất là cảm ơn anh Cường ngày hôm nay đã dành thời gian trong cái quỹ thời gian rất là bận rộn với các con để mà đến tham dự chương trình, bởi vì em nghĩ là những chia sẻ của anh sẽ cực kỳ cần thiết và quý báu cho những quý vị khán giả đang mong bận con nuôi. Và em cũng chúc là công việc của anh ngày càng phát triển hơn để mà anh có thêm những cái tiềm lực và kinh tế để mà làm nên tạo nên một gia đình có 100 em bé trong tương lai. Xin cảm ơn anh Thanh Huyền và xin cảm ơn khán giả của Son Môi Đỏ. Xin được cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào lúc 12:30 từ trưa thứ 2 tới trưa thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.